Vâng, hôm nay Lê Tuấn đã có mặt tại Lai Khê để review M4 3000 đời T6 của trợ lực tay lái, có ngoặc số ngoặc cầu 5 tấn bánh đôi, ngoặc lớn xịn sò hả nhà quán nhá. Đấy, vỏ thì cũng đã mòn nhưng mà vẫn đang làm được. Đấy, em báo giá cho các bác là 95 triệu chủ kêu, còn thương lượng sâu các bác nhé. Đây là em quay để bán giùm cho chủ, bởi vì chủ ở đây 4-5 cái để rất nhiều để làm ván lạc, em nói thật với các bác như vậy. Cho nên em lên đây là chủ kêu như thế nào là em ra giá, báo giá cho các bác và review cặn kẽ cho bác nào đang cần dòng xe này các bác nhá. Và thứ hai nữa, em cũng nói với chủ rồi, chủ bảo cứ kêu là kêu như vậy, còn trả giá các bác cứ alo cho em 0394 326 198, em mới dẫn các bác đến gặp chủ để thương lượng. Rồi, và bây giờ báo giá đã xong thì em đi vào. Đầu năm mới hôm nay là mùng 1 Tết Tây các bác nhá. Tối hôm qua em có làm 2 bánh pháo em bán và cũng nhậu nhẹt với bạn bè mừng năm mới với tức là thế giới, còn mình thì Tết âm lịch. Đấy, thì rất vui mừng là đất nước Việt Nam chúng ta, đúng không ạ, hòa bình, còn tất cả trên thế giới đang loạn xạ cả, nhưng mà kệ, không sao. Bây giờ em đi vào chuyên môn. Rồi, và Lê Tuấn không quên đầu năm mới xin chúc tất cả các bác trên kênh của em và các bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu đang theo dõi kênh của em đầu năm cho em một like, cũng như là động lực để cho em tiếp tục trên con đường năm mới để đi tìm những cái cũ người ta về làm cái mới cho mình các bác nhá. Vâng, và để tiếp tục chúc Tết xong thì em đi vào chuyên môn luôn cho các bác. Vâng, chủ nhà có sơn lại các bác nhá, nhưng mà tùy, ở đây các bác nào thích thì các bác hãy vào để các bác xem, nếu không nên không phải các bác bỏ qua cho em Lê Tuấn. Đây là trợ lực tay lái. Rồi, có bình hơi. Rồi, Ford 3000 nhưng đã cũ. 5 tháng nó bạc màu, còn một màu xanh huyền thoại. Các bác nhá. Và đây, nó như trong hình. Tất cả mọi đầy chi tiết. Đấy, đời T6 cho các bác xem rõ. Rồi, trợ lực tay lái. Đấy, đầy đủ. Tí thục, tất cả mọi cái đều trâu vào hết ở chỗ bốt lái. Đấy, bốt lái tất cả liền xe origin, chết cái đuôi nhỏ các bác nhá, thua ở đuôi nhỏ. Không phải như mấy cái em bán, em cũng nói với tâm sự với chủ rồi, bảo xe này kém rất nhiều. Thứ nhất là đuôi nhỏ, thứ hai là mọt cũng dở. Đấy, thứ ba nữa là nó nhiều cái mà kêu cao, thì thôi chủ bảo thôi cứ vậy thôi, kêu anh xuống thì anh quay. Đấy, chả có đồng tiền đồng bạc nào nhưng Lê Tuấn cứ quay các bác nhá. Đây, rất đẹp trai. Zin. Đấy. Rồi, ba đại sốc rất nhẹ nhàng. Rồi các bác, rồi quay sang đi rồi cả thì cũng đã hạn xì. Nhưng quay sang bên này các bác nhá. Đấy, và cũng đã sơn giọng. Đấy, vì trình độ giọng chưa được đẳng cấp như Trung Kiên. Đó, ở đây thì Trung Kiên là nơi cẩn thận nhất, bởi vì Trung Kiên mới lấy về nhiều dòng xe và lấy được rất nhiều coi như là xe bãi. Rất rẻ. Rồi các bác nhé. Để các bác có yêu cầu thì đây, các bác cứ so sánh xe này 95 triệu thì các bác nên xuống Trung Kiên. Đấy, em cũng nói thiệt với các bác như vậy. Rồi, rồi có mùi đàng hoàng các bác nhé. Đây, mùi này, tự động. Đây, đây có mùi. Rồi, đây, bình bọng đầy đủ. Tất cả chi tiết. Đấy. Còn bên này cũng Ford 3000. Đấy. Cũng có bình hơi tô tô bố. Nhưng mà xe này ngon. Chủ bảo để ra không bán, bán luôn à. Rồi tiếp tục Lê Tuấn dắt các bác đi xem cái vỏ. Thì vỏ này thì nó nằm trong cái vị trí tức là bao nhiêu ta, à không có số các bác nhé, chưa có số, em chưa tìm ra số. Rồi tí em qua bên kia. Rồi vỏ này mòn các bác nhá, nó còn 40-50% đó. Rồi la răng 6 cánh, 8 ốc, đùi nhỏ là các bác biết rồi, đùi nhỏ 8 ốc. Rồi, em đi vào chi tiết luôn ở vấn đề số, số zin, cầu zin, số zin, cầu 5 tấn, các bác nhé. Chữ A, chữ trò và tất cả mọi cái chi tiết thì đang nguyên si, liền xe, bình hơi đầy đủ. Vâng, và cái mạc này thì em đoán nó chỉ cần có 1m6 thôi các bác nhé. À, dài 4m, 1m6 dài 1m, cao 1m7. Đóng rất chắc chắn,
đây các bác, chân chặt bằng U. Và cái này là U to, U 10. Đấy, sexy, tuyệt vời, tuyệt đỉnh công phu. Nói chung đẳng cấp thì mọc nào cũng vậy. Nhưng mà cái mọc này thì xấu, so với 95 triệu thì kêu quá cao. Em bảo bác phải bớt đi, em bảo chỉ 70 triệu thôi. Đấy, nhưng mà chủ nhà cứ bảo thôi. Thì kệ, thôi em cũng lên để cho các bác thẩm âm giúp em. Thế còn nếu trong cái góc độ mà để mà bình chọn người đẹp nhất Lai Khê hôm nay thì xe này chưa vào nằm trong cái top 10 của đỉnh cao 95 triệu các bác nhá. Phải là nơi trung kiên. Đó, với là cái những cái xe đẹp nhất hiện bây giờ cho các bác. Các bác cứ lựa chọn xe nào cũng được, tùy các bác. Đấy, các bác cứ trả tiền. Hoặc các bác bảo cái xe này em quay như vậy, các bác bảo trả 70, 65 nhé. Đó là tùy các bác. Hoặc là 80, 90. Có khi bác nào mà thích thì bác bảo 100 triệu. Đấy là tùy. Đó là sướng, đúng không? Sướng chịu, đau chịu. Đầu năm mới em cũng vui. Và tất cả những cái gì là từ đây làm nó tầm, nó dài các bác nhá. Nó dài là 4 mét rồi đó. Nhưng mà cái này nó tầm 1m8, 1m9 chiều ngang á. Đấy, chứ không phải chuyện bình thường đâu các bác. Đấy nhá. Đấy, nó phủ bì khoảng 2 mét đó. Rồi, cầu lắc thắng hơi, lắc kê đầy đủ, 2 tí biển. Đấy, coi này. Đấy, ok nhá. Đấy, cầu. Cầu này cầu 3 tấn nhưng mà cầu 5 tấn. Cầu 3 tấn. Đấy, rất gì là ấy nha. Thu tức là rất gì là hạn hữu. Và ít. Nếu như cái giá 95 triệu thì không thể ra nổi. Đó là em bình luận với các bác để các bác tham khảo thẩm âm cùng em với chiếc xe này ở tại hôm nay đầu năm. Cũng như em cũng đi quay, bởi vì tất cả anh em nhờ em thì em phải đi quay. Có những nơi nhờ em xa quá em chưa đi được nữa các bác ạ. Đấy, mong các bác thông cảm cho em. Đấy, còn chiếc vỏ này thì chưa tìm ra được số mã của em ạ. Đấy, chưa tìm ra được. Rồi. Đấy, và cuối cùng thì em cũng đã review cho các bác cầu 3 tấn. Mọc thì phổ bì 2 mét. Đấy, dài 4 mét. Đây, nó như thế này các bác nhá. Cũng bằng sắt U hết. Cũng chắc chắn. Nhưng mà không được đẹp lắm. Nhưng mà được. Đấy, thì mọi chi tiết em cũng nói bác rồi. Đây, gầm cầu. Đấy, và tất cả sexy thì cũng được. Đấy, nhưng vì đường nét để mà làm thì trong quá trình cũng có hàn phá, không được chắc chắn lắm. Thì mong các bác xôi chết rồi trả giá. Em giúp các bác trả giá giúp. Thì em review như thế này các bác nha. Vỏ như thế này và xe như thế này thì tùy các bác. Việc em lên là việc em lên. Còn các bác trả giá là quyền của bác, tên của các bác. Còn xe vẫn của người ta. Đấy, nó như vậy. Rồi các bác nhá, tất cả đường dây và trợ lực tự lái hơi hết đầy đủ, đời T6 vâng ạ. Đấy, giá 95 triệu các bác thấy như thế nào thì tùy các bác. Cuối cùng em năm mới em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Tháng năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc gia đình bình an để đi làm mấy cày nuôi gia đình vợ con mạnh khỏe. Em xin dừng video tại đây và xin hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác.